Hắc ám Tây Du Tập thứ 90 Vừa mới tiến vào Tô Ngộ Không nhìn thấy trong lều Đã có tề chiếu chỉ bác Hà Đồ và U Ngọc Cũng không nói nhảm Tô Ngộ Không ngồi xuống hỏi Chuyện gì? Tại sao vẻ mặt của mọi người lại nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ bác nhìn Tô Ngộ Không một chút rồi nói Sáng thế thần quốc đang bị Mình thần quân tấn công Hơn nữa vạn thần điện và thương lan thủy giới Cũng có dấu hiệu Mình thần quân đang hoạt động Xem ra Minh Thần Quân đang dự định dùng ưu thế về nhân số đánh tan từng cái. Cho nên bây giờ chúng ta tạm thời chia nhau ra. Đối với lời chị Bắc nói, Tô Ngộ Không cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trên thực tế, nếu Tô Ngộ Không liên hợp với Minh Thần Quân, hắn tuyệt đối sẽ thừa dịp cuộc chiến vừa mới kết thúc mà tiến hành tấn công hậu phương. Thế lực khắp nơi đang cực kỳ trống rỗng. Vậy ngụy cứu triệu, tấn công địch chính là đạo lý này, chỉ là tô ngộ không không nghĩ đến tốc độ của minh thần quân lại nhanh đến như vậy nhẹ gật đầu tô ngộ không nói môi hở răng lạnh nếu một khi sáng thế thần quốc bị tấn công hoàng tuyền cung của chúng ta khẳng định chính là cái thứ hai cho nên ta cũng đồng ý chia binh riêng mình phòng ngự hơn nữa ta tin rằng tổn thất ba bên lần này tuyệt đối không nhẹ trong thời gian ngắn sẽ không có chiến đấu quy mô quá lớn mặc dù minh thần quân hợp tác với bọn họ nhưng tuyệt đối là hợp tác trên lợi ích không có lợi ích bọn họ sẽ không tùy tiện tấn công dừng một chút chi bắc nói tiếp người nói rất đúng cho nên bây giờ chúng ta đang gặp một vấn đề chính là lực chiến đấu của chúng ta đang bị thiếu nghiêm trọng nếu nhân số của mình thần quân giống như vị bằng hữu của người đã nói cho dù bọn hắn phái ra một phần trăm binh lực tấn công cung điện của chúng ta đây tuyệt đối là một lực lượng không thể ngăn cản cho nên người xem có thể nhờ bằng hữu của người được không Nói đến đây, Tô Ngộ Không lập tức đã hiểu, sau khi hợp tác với Minh Thần Quân, nhân số và sức chiến đấu của bên hắn đã rơi vào thế yếu, nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình, Vạn Thần Điện và Thương Lan Thủy Giới tuyệt đối không ngăn được Minh Thần Quân với số lượng đông đảo, cho nên biện pháp duy nhất chính là để con khỉ nhỏ phái ra một phần hung thú đi theo bọn họ trở về đóng giữ. Đám hung thú đó không nhất định phải tham gia chiến đấu, mà càng nhiều hơn chính là mang đến tác dụng trấn nhiếp chỉ cần trở về thế giới hoàng tuyền kéo sáng thế thần quốc và phương thốn linh giới lên cùng một chiến xa khi đó chính là thời khắc đại quyết chiến cuối cùng hiểu ra tô ngộ không không còn có chút do dự đồng ý ngay khi con khỉ nhỏ đi nghỉ ngơi nó đã nói qua với tô ngộ không kế hoạch về sau ta sẽ để một đại tình tình cấp bậc giới chủ dẫn theo một ngàn hung thú đi theo các ngươi trở về tiến hành phòng ngự chúng ta sẽ mau chóng kéo sáng thế và phương thốn lên cùng một chiến xa. Sau đó mọi người thương lượng một số chi tiết. Sau khi Trì Bắc đưa cho Tê Chiếu và U Ngọc hai thiết bị định vị không gian lớn trường bàn tay, liên quân ba bên bắt đầu trở về phòng ngự của riêng mình. Tiếp theo mọi người quay về nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đại quyết chiến sau cùng. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi xong. Những người bị thương trước đó trải qua 4 canh giờ khôi phục, cộng thêm bồ đề diệu thụ của Tô Ngộ Không trợ giúp mặc dù có một số người thường thế quá nặng không thể khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng vẫn có thể đi bộ. Tuy nhiên, Sa Ngộ Tịnh cần ngủ say sau 7 ngày, cho nên chỉ có thể làm cáng cứu thương đơn giản do hai người không bị thương mang đi. Nhìn cơ thể khổng lồ của Sa Ngộ Tĩnh nằm trên cáng cứu thương, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy hình ảnh này quá mức là buồn cười. Nhưng nghĩ lại hắn cũng khó thoát khỏi trách nhiệm đối với tình huống này của Sa Ngộ Tịnh cộng thêm thí luyện của tuần thiên giới càng lúc càng phức tạp. Trong lòng Tô Ngộ Không không khỏi có chút nặng nề. Bây giờ hắn cũng không dám khẳng định hắn nhất định có thể còn sống đi ra. Cho dù hắn có chấn giới thiền bi có khi nhỏ trợ giúp, trong cõi u mình này hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Ngày hôm sau khi cáo biệt đám người trì bắc, u ngọc, một đoàn người của Tô Ngộ Không đã về đến phạm vi sáng thế cung vốn thế giới hoàng tuyền xuất trình 20 người, bây giờ trở về là 21 người. Không thể không nói vận khí của đám người hoàng tuyền rất tốt. Trong cuộc đại chiến thảm liệt không chết một người nào, mặc dù có hai người mất đi sức chiến đấu, nhưng so với các thế lực khác tuyệt đối là tốt hơn nhiều. Có thể nói ngoại trừ phương thốn linh giới bởi vì không tham gia vào bất cứ một cuộc chiến nào. Hơn nữa trong lúc thăm dò địa hình, cũng không có một ai bị thương. Cho nên bọn họ vẫn duy trì được 36 người Chỉ sợ nhân số của thế giới hoàng tuyền là nhiều nhất Ngay cả sáng thế thần quốc cũng không cách nào có thể so sánh được Tuy nhiên tổn thất thảm trọng nhất trong tất cả các thế lực vẫn là diệt thế ma quốc Bất luận hành động thăm dò trước hay là sau khi hùng thú công thành hoặc trong cuộc chiến kia, người của diệt thế chết vẫn là nhiều nhất. Vừa mới tiến vào phạm vi thế lực sáng thế thần quốc, đoàn người Tô Ngộ Không đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Bởi vì ngay từ chỗ này đã có thể thấy, cạm bẫy và kết giới vốn được bố trí xung quanh sáng thế thần quốc đã bị phá hủy toàn bộ. Xem ra sáng thế đã bị công kích không nhẹ làm sao bây giờ? Nên ngồi yên hay tấn công từ phía sau? Diễm thần nhìn về một hướng liền dò hỏi đầu tiên tôi ngộ không nhìn thoáng qua đám người sau lưng rồi quay sang nhìn Tề Chiếu môi họ răng lạnh nhất định không thể ngồi xem không để ý đến nhưng cũng không thể đi tất cả được dù sao chúng ta còn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người vây công sáng thế cùng nếu chẳng may nhân số có quá nhiều người của chúng ta đều có thương tích trong người để lúc đó mất cả trì lẫn trai thì coi như xong Tề Chiếu lên tiếng ừ ta cũng nghĩ vậy ta thấy chỉ mấy người chúng ta qua đó xem tình huống một chút mà thôi. Nếu có khả năng chúng ta đánh lén sau lưng. Nếu lần này có thể thành công giải vây giúp sáng thế, việc kéo bọn họ lên cùng một chiến xa cũng không phải là một vấn đề gì lớn. Dưới sự phân phó của Tề Chiếu, Tôn Ngộ Không lãng tầm kiếm hào, tử tĩnh và diễm thần. Dưới sự dẫn đầu của tử tĩnh trực tiếp độn điện, lần mò dưới lòng đất tiến về sáng thế cung. Đám người Minh Vạn Kiếp và Ngũ Chiến Tướng thì cùng với những người còn lại tìm một nơi yên tĩnh ẩn nấp và chờ đợi. Thật ra vốn Tề Chiếu dự định để Lãng Tâm Kiếm Hào lưu lại, dù sao trước đó hắn ta chiến đấu với Vạn Quân quá mức kịch liệt, cho dù có Bồ Đề Diệu Thụ của Tô Ngộ Không trợ giúp, trên người vẫn còn rất nhiều tổn thương chưa được khôi phục. Hơn nữa, Thất Tình lòng Uyên trong tay Vạn Quân là giới khí, tạo thành thương thế cho Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không phải nhục thể, mà là ma khí rất khó mà loại trừ bên trong cơ thể của hắn ta. Đây mới là nguyên nhân khiến cho thương thế của lãng tầm kiếm hào không cách nào có thể khôi phục lại nhanh được. Tuy nhiên, thái độ của lãng tầm kiếm hào vô cùng kiên quyết. Trải qua trận chiến với vạn quân trước đó, thật ra lãng tầm kiếm hào không cam tâm. Hơn nữa, ban đầu hắn ta đã dự định đồng quy vô tận với vạn quân. Nhưng cuối cùng, cũng bởi vì cần nhắc đến người của Hoàng Tuyền, hắn ta mới bỏ đi cái suy nghĩ này. Vào phút cuối cùng hắn ta đã thôi động năng lực giới khí cùng với tê chiếu rút lui. Hết thầy cũng chỉ vì một lời hứa hẹn với Tôn Ngộ Không. Hắn nói cho lãng tầm kiếm hào biết, lần chiến đấu sau, Tôn Ngộ Không sẽ vì kiếm hào mà sáng tạo ra một hoàn cảnh có thể giúp hắn ta quyết một trận tử chiến với vạn quân mà không có bất cứ một kẻ nào có thể ngăn cản được. Lãng tầm kiếm hào cũng biết nếu hắn ta lưu lại kết quả cũng chỉ là bị đám người diệt thế vây đánh trí tử. Cho nên mang theo cơn tức giận, hắn ta đã không chút, do dự mà lựa chọn tham gia lần đánh lén này. Hắn ta cần phải dùng một trận chém giết để phát tiết tất cả phiền muộn và tiếc nuối ở trong trận chiến trước kia. Lập tức bốn người một đường tiềm hành dưới đất, sau một khắc cũng đã đến gần sáng thế cung. Lúc này bốn người đều không cảm nhận được bất kỳ khí tức chiến đấu và năng lượng ba động nào nghi hoặc không thôi tô ngộ không thôi động hoài nhãn kìm tình từng khu vực đều không chống đỡ được Hoài nhãn kìm tình của tô ngộ không nhìn thấu qua khi ánh mắt của hắn xuyên qua mặt đất xuất hiện trước cửa sáng thế cung hắn nhìn thấy truyền tống trận trước sáng thế cung bao gồm luôn cả hoàng tuyền cung đã bị phá hủy khắp nơi đều là ổ gà do trận chiến gây ra nhưng hắn không nhìn thấy có bất kỳ dấu hiệu nào thuộc về minh thần quân Quét mắt thêm một vòng Hắn vẫn không phát hiện thêm được bất cứ điều gì Nhưng hắn nhìn thấy có 30 con khối lỗi Đang bao vây xung quanh sáng thế cung Sáng thế thần quốc có 100 con khối lỗi Nhưng tại sao lại chỉ sử dụng có 30 con Mặc dù có chút nghi hoặc Nhưng vì không phát hiện được bất kỳ điều gì đặc biệt Tôi ngộ không liền thu hồi ánh mắt Sau đó giải thích tình huống với mọi người một lần Suy nghĩ một chút tất cả mọi người đều cảm thấy hắn phải tiến lên xem qua. Nếu không cái gì cũng sẽ không phát hiện ra được. Thế là bốn người cẩn thận trôi lên mặt đất. Nhưng khi bốn người hoàn toàn xuất hiện trên mặt đất, một cái lồng giam khoảng 4-5 mét bỗng nhìn hiện ra trên đỉnh đầu mọi người. Phản ứng của đám người tung ngộ không rất nhanh toàn bộ đều có thể tránh được. Đồng thời tất cả đều lấy ra binh khí của mình, tiến vào trạng thái đề phòng. Xem ra đây không phải không có phòng bị như Tô Ngộ Không đã nói. Người đến là ai? Tại sao xông vào sáng thế cung ta? Lúc này, một tiếng quát trói tài vang lên từ phía sáng thế cung, sau đó có ba người từ dưới đất nhảy lên. Điều này quá thật ngoài ý muốn. Vốn bốn người còn tưởng rằng mình độn thổ sẽ không ai phát hiện. Nào biết được người của sáng thế cung đang núp dưới mặt đất, chờ bọn họ mắc bẫy. Lùi ra tất cả lùi ra, đây là người của hoàng Tuyền, không được vô lễ trong lúc bốn người tôn ngộ không còn đang ngây ngốc một giọng nói truyền đến sau đó giác loạn và mộng lan trong bộ áo trắng xuất hiện quát lùi ba người kia xong giác loạn khom người với bốn người tôn ngộ không ha ha cách đây không lâu sáng thế cùng chúng ta bị công kích còn chưa khôi phục cho nên không biết các vị đến đây lần này đến phiền đám người tôn ngộ không có chút lúng túng vốn bọn họ cho rằng sáng thế cùng đang bị minh thần quân tấn công cho nên bốn người dự định mượn cơ hội này tạo ra một mối nhân tình trong cuộc đàm phán về sau cũng có được chỗ tốt nhưng bây giờ xem ra cuộc chiến của người ta cũng sớm đã kết thúc điều này khiến bốn người vô cùng xấu hổ nếu bọn họ là quang minh chính đại mà đến thay vào đó là lén lút lần mò dưới mặt đất trông có vẻ không có hào tâm cho lắm ừm chúng ta đi ngang qua đây chỉ là đi ngang qua hắc hắc Diễm thần sờ mũi nở nụ cười vô tội Tô Ngộ Không càng làm cho người ta không nói lên lời trực tiếp hỏi một câu Các người ăn chưa? Chưa ăn có cần đi cùng không? Cờ mặt rác loạn không có chút tự chủ mà run rẩy. Sau khi sừng sốt liền nghiến răng nói Ăn rồi Đã như vậy chúng ta đi đây không quấy rầy nữa Hôm nào đến hoàng tuyển cùng ăn cơm Nói xong Tô Ngộ Không tranh thủ kéo tề chiếu và tự tĩnh đã hóa đá rời đi Nhìn giống như đến đây mời mọi người ăn cơm vậy Nhìn theo bóng lưng của bốn người Mộng Lan lên tiếng Cứ như vậy mà để bọn họ rời đi sao Ánh mắt giác loạn thầm thúy Nhìn đám người tôi ngộ không một chút Sau đó quay người bước về phía sáng thế cùng Vừa đi vừa nói Không phải sao Lạc Trần mất tích thế lực thần bí tấn công Khiến sáng thế chúng ta rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bị động Biện pháp duy nhất lúc này Chính là một lần nữa kết mình với Hoàng Tuyền nếu không thì người bị loại kế tiếp chính là chúng ta. Đúng vậy, lạc trần của sáng thế thần quốc bị mất tích. Bảy ngày trước một đám người không rõ thần phận tập kích sáng thế cung. Bọn hắn tổng cộng có hơn 100 người, hơn nữa thực lực trung bình đều là cử văn trí tôn trở lên. Dẫn đầu càng là tu vi trí tôn đỉnh phong. Đám người đó lần lượt tấn công bốn lần, lần nào cũng đột nhiên xuất hiện, đánh một hồi rồi thối lui. Nhìn qua giống như là muốn đến để quấy rối. Hai ngày trước bọn hắn lại tiến hành tấn công lần nữa. Sau khi bỏ lại sáu thi thể bọn hắn lại một lần nữa thối lùi một cách vô cùng khó hiểu. Tối hôm qua Lạc Trần bỗng nhiên mất tích, đồng thời y còn mang theo trí tồn lệnh của sáng thế cung. Tin tức này khiến cho giác loạn vô cùng giật mình. Nhưng Lạc Trần mất tích rất đột ngột, đồng thời không có bất kỳ manh mối nào lưu lại. Mặc dù giác loạn hoài nghi chuyện này có liên quan đến thế lực thần bí kia nhưng cũng không dám khẳng định. Điều đó cũng khiến cho giác loạn suy nghĩ đến muốn ba cả đầu. Sáng thế cùng mất địa trí tồn lệnh đồng nghĩa với việc bọn họ không cách nào chiếm lĩnh chấn giới thiền bị của thế lực khác, hoàn toàn rơi vào bị động trong cuộc thí luyện ở tuần thiên giới. Nhưng có một điều khá may mắn là trước đó bọn họ đã dựng một tòa hóa lôi cung. Chỉ cần không phải toàn viên chiến tử, bọn họ vẫn còn có hy vọng. Bên kia tê chiếu nhìn sắc mặt chững chạc đàng hoàng của Tô Ngộ Không và Diễm Thần. Bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Không nghĩ đến mà quần ta cũng có lúc mất mặt như vậy. Ăn chưa? Ta thực sự muốn biết làm sao ngươi có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Rốt cuộc Tô Ngộ Không và Diễm Thần cũng không thể nhịn nổi. Lúc này mới bật cười ha hả. Sau khi ngừng cười, bốn người đã về đến chỗ ẩn nấp của đám người mình vạn kiếp lập tức tất cả đều không lưu lại thẳng hướng về hoàng tuyền cung trước đó bọn họ dự định thông qua truyền tống trận của sáng thế cung trở về nhưng truyền tống trận hẳn là đã bị người của sáng thế hủy đi đây không phải ác ý mà là lo lắng người của minh thần quân thông qua truyền tống trận mà đến hoàng tuyền cung lần này bọn họ phải đi mất hai ngày đường nhưng lúc này ai cũng không thể gấp nếu minh thần quân đã rời khỏi sáng thế chắc chắn bên phía hoàng tuyền cũng không gặp nguy hiểm gì Mặc dù tốc độ đường đi của mọi người hơi chậm, nhưng trạng vạng tối hôm sau đã về đến Hoàng Tuyền Cung. Quả nhiên tất cả ở Hoàng Tuyền Cung đều giống như khi bọn họ rời đi, không có bất kỳ dấu hiệu công kích nào. Dưới sự trợ giúp của con khỉ nhỏ, hơn một ngàn hung thú bắt đầu phân tán khắp chung quanh Hoàng Tuyền Cung. Thứ nhất chính là cảnh giới, diện tích một ngàn hung thú tàn ra bao bọc các nơi khá khổng lồ. Mình thần quân đến cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện tránh khỏi tình huống bị đánh lén. Tiếp theo hơn một ngàn hung thú cũng phải ăn, nếu không bọn chúng có khả năng sẽ chết đói. Lúc này đám người tê chiếu cũng đã biết vì sao lần thứ ba diệt thế cung bị hung thú công thành. Số lượng hung thú cực kỳ khổng lồ, nhưng lại không đánh hạ cung điện. Nguyên nhân chính là vì con khỉ nhỏ. Lúc trước khỉ nhỏ cũng không xác định diệt thế cung có quan hệ với tôn ngộ không hay không. Căn cứ theo tin tức mà hung thú các nơi thu thập được người của thế lực mười phương đồng thời xuất hiện tại tuần thiên giới số lượng giống nhau cho nên ban đầu con khỉ nhỏ cũng cho rằng người của mười tòa cung điện là cùng một nhóm về sau nó phát hiện sáng thế cung của tôn ngộ không và hoàng tuyền cung đều tuần tự tập kích hóa lôi tổ giới và vạn linh cảnh cho nên nó suy đoán người của mười cung điện không nhất định là cùng một bọn nhưng nó vẫn không thể xác định diệt thế cung có liên quan đến tôn ngộ không hay không vì thế sau khi phát lệnh hùng thú công thành, khi con đã tiến hành giảm xuống số lượng và chất lượng hùng thú công thành. Dù sao nếu diệt thế cùng là kẻ địch của Tô Ngộ Không, dù số lượng hùng thú bao nhiêu cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định cho hắn. Về sau nó càng có thể tùy thời hạ lệnh hùng thú công kích. Điều khiến cho con khỉ nhỏ cảm thấy khó hiểu chính là động tác của đám người Tô Ngộ Không quá chậm. Mãi cho đến lần hùng thú công thành lần thứ ba đám người tôn ngộ không vẫn chưa đuổi đến diệt thế cung cũng không còn cách nào hùng thú công thành nhất định phải làm cho nên rơi vào đường cùng khỉ nhỏ đành phải đích thân ra tay dùng thủ đoạn cường đại trực tiếp tách ra đa số uy năng của đội đàn bên trong cơ thể đám hùng thú hơn nữa dưới sự uy hiếp của con khỉ nhỏ đám hùng thú tối đa cũng chỉ phát huy được năm thành thực lực mà thôi cho nên lần thứ ba hùng thú công thành đã biến thành đồ sát liên quân diệt thế khi hùng thú công thành tiến hành được một nửa con khỉ nhỏ mới cảm nhận được đám người tê chiếu đang lặng lẽ đến bên ngoài diệt thế cung. Cứ như vậy, khỉ nhỏ đã có thể biết rõ diệt thế cung là kẻ địch của Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc này hung thú đã bị tàn sát hơn phân nửa, thực lực của những con còn lại giảm đi rất nhiều. Cuối cùng khỉ nhỏ phải lợi dụng bí pháp thôi động toàn bộ hung thú còn lại tiến vào trạng thái điên cuồng, đồng thời ra lệnh cho hơn một ngàn hung thú lộ diện cùng một lúc. Biết được chuyện này, mọi người không khỏi tiếc nuối vạn phần nếu có thể sớm một chút cho thấy thái độ lần hùng thú công thành cuối cùng kia đã có thể diệt sạch đám người của diệt thế cung như vậy đám người tê chiếu hoàn toàn không cần uổng phí một binh một tướng nào để tiêu diệt diệt thế cung sau khi thuật lại kết quả của cuộc chiến đấu lần này cho người chấn thủ hoàng tuyền cung nghe xong tất cả những người bị thương nhanh chóng tập hợp dưới ánh sáng bồ đề diệu thụ chiếu rọi bắt đầu khôi phục trở lại nếu Hoàng Tuyền Cung không bị Minh Thần Quân công kích Cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra Cho nên chờ đến khi tất cả đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Lúc đó sẽ là thời điểm tiến hành đại quyết chiến Nhưng trước lúc này vẫn phải đến Sáng Thế Cung và Phương Thốn Cung một phen Chỉ cần kéo hai thế lực này trở thành đồng minh Vừa có thể gia tăng thực lực của phe mình Đồng thời có thể phòng ngừa Trong cuộc tử chiến với liên quân diệt thế bọn hắn sẽ chơi trò bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tô Ngộ Không đã từng nếm quà thua thiệt này một lần, làm sao có chuyện một lần nữa ăn thiệt thòi cơ chứ? Màn đêm buông xuống, Tô Ngộ Không đã tìm được con khỉ nhỏ, dự định bàn kế hoạch sau này của hắn. Dù sao nếu hắn muốn sống sót mà rời khỏi nơi này, nhất định phải dựa vào đám hung thú của con khỉ nhỏ. Thế nhưng không đợi Tô Ngộ Không tìm đến, nó đã phái một hung thú vóc dáng rất nhỏ bay đến phòng Tô Ngộ Không. Sau đó Tô Ngộ Không liền theo con hung thú nhỏ này rời khỏi phòng. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là con hung thú nhỏ kia đã dẫn Tô Ngộ Không một đường đi xa, mãi cho đến khi cách Hoàng Tuyền Cung khoảng trăm dặm nó mới dừng lại. Khi dừng lại Tô Ngộ Không đã nhìn thấy con khỉ nhỏ lưng tựa trên một cây đại thụ, vảnh chân bắt chéo ăn chuối tiêu. Thế nào? Gọi ta đi xa như vậy sao? Chuyện gì xảy ra rồi à? Tô Ngộ Không biết con khỉ nhỏ sẽ không vô duyên vô cớ dẫn hắn đến đây. Nếu không có chuyện gì đặc biệt hoàn toàn có thể nói chuyện trong hoàng tuyền cung. Con khỉ nhỏ nhìn về phía Tô Ngộ Không một chút, Trần hơi nghiêng chỉ về phía bên cạnh, cũng không nói chuyện mà lấy ra một vật gì đó. Nhưng lần này không phải hoa quả mà là bảy viên thạch đầu lóe lên ánh sáng vô cùng kỳ dị. Tay nó hất lên, ném bảy viên tiểu thạch đầu đến chung quanh Tô Ngộ Không và nó. Sau khi tiểu thạch đầu rơi xuống, một vòng bảo hộ nhàn nhạt đột nhiên dâng lên bao phủ Tô Ngộ Không và cả con khỉ nhỏ vào bên trong. Nếu không phải Tô Ngộ Không hoàn toàn tin tưởng con khỉ nhỏ, chỉ sợ hắn đã cho rằng nó lúc này là muốn gây bất lợi cho mình. Bố trí xong hết thảy, lúc này khỉ nhỏ mới nghiêm mặt nói, "Linh minh trong số các người có gian tế người có biết chuyện này không?" Tô Ngộ Không sững sờ hoàn toàn không nghĩ đến khi con mở miệng lại là điều này. Cao mày hắn nói, "Ta biết" bởi vì kế hoạch tác chiến lúc trước của chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên tất cả hoài nghi cho chúng ta có nội gián của đối phương. Nhưng rốt cuộc là ai chúng ta lại không biết, hoàn toàn không tra được bất kỳ dấu vết nào, thậm chí ngay cả trì bác dự đoán cũng không thể nào đoán được. Con khỉ nhỏ gật đầu, người cũng không tính là quá ngu, vậy người đã có đối tượng nào hoài nghi hay chưa? Hoặc người cho rằng người nào là có khả năng là nội ứng nhất? Con khỉ nhỏ hỏi khiến cho Tô Ngộ Không rơi vào thế khó. Lúc trước khi chị bác vừa mới nói đến chuyện này, nói thật trong lòng Tô Ngộ Không đã có sự kháng cự. Nơi này không có một ai mà hắn có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng trên thực tế nói không có nội gian thì điều này tuyệt đối không thể nào. Thấy Tô Ngộ Không cau mày không nói khi nhỏ khẽ thở dài. Linh Minh, mấy ngàn năm qua đi tính tình của người cũng vẫn như vậy, mặc dù trải qua nhiều chuyện khiến cho ngươi trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tấm lòng thiện lương của người vẫn chưa từng giảm bớt ta biết ngươi không muốn tin tưởng chuyện này nhưng ta muốn nói cho người biết rõ trong số các người đích thật có nội gian hơn nữa ngươi còn vô cùng quen thuộc với người đó bây giờ ta cần ngươi đưa ra một lựa chọn lựa chọn để ta có thể nói ra thân phận của nội gian hoặc lựa chọn khiến cho ta không nói như vậy về sau phát sinh cái gì ta hoàn toàn không đoán trước được hơn nữa ta cũng có thể nói cho người biết Nếu người kia trong thời điểm quan trọng Cho các người một đao phía sau Tất cả các người có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Đương nhiên dựa vào thực lực của ta hẳn là có thể bảo vệ người an toàn Nhưng những người khác thì ta không cách nào có thể đảm bảo Con khỉ nhỏ nói xong câu đó Tôi ngộ không liền rơi vào im lặng Đối với con khỉ nhỏ Tôi ngộ không Tất nhiên không có nửa phần hoài nghi bởi vì hung thú thuộc hạ của hắn có mặt ở khắp mọi nơi. Nó không những có những thuộc hạ thần cao mã đại, cường hãn khát máu, mà còn có rất nhiều hung thú giỏi về ẩn nấp điều tra. Có thể nói muốn biết mọi việc xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc ở tuần thiên giới, chỉ cần nó muốn nó nhất định sẽ biết được rõ ràng. Trên thực tế, từ khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở tuần thiên giới, con khỉ nhỏ vẫn luôn chú ý đến hắn. Chỉ là khi đó nó vẫn còn chưa hiện thân, bởi vậy tất cả hành động của người của thế giới hoàng tuyền nó cũng đều nhất thanh nhị sở. Im lặng một khắc. Tô Ngộ Không mới chậm rãi, ngẩng đầu nói với khỉ con. Ta biết làm như vậy phải chịu đựng nguy hiểm to lớn nhưng ta vẫn không muốn tin tưởng người trong chúng ta là nội ứng. Cho nên người không cần nói với ta. Nếu quả thật đến lúc đó, ta tình nguyện để hiện thực đánh vào cho ta một bàn tay. Nếu không ta sẽ không có thể nhớ lâu. Con khỉ nhỏ cũng thở dài một hơi nhẹ gật đầu sau đó chuyển sang chuyện khác. Ban đầu ta cảm ứng được bên trong tuần thiên giới xuất hiện một bản nguyên chi hỏa và một luồng khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên về sau chúng lại biến mất. Bản nguyên chi hỏa là do thuộc tính hỏa của chấn giới thiền bi phát ra sao? Đúng vậy không biết vì sao thầu thiền giáo chủ ở bản cổ giới lại có được một khối phần hỏa cứu hào chấn giới thiền bi. Nhưng về sau ông ta lại bị ta tiêu diệt nhưng chấn giới thiền bi cuối cùng lại biến mất. Biến mất ư? Ừ. Tại sao lại biến mất? Sau đó Tô Ngộ Không đã nói Lại cho nó biết chuyện đêm hôm đó Chính là Diễm Thần đã cưỡng ép Thiền Bì nhận chủ Nhưng Thiền Bì đột nhiên chạy trốn Sau khi nghe xong Khỉ nhỏ chỉ ô lên một tiếng cũng không nói gì Tiếp theo con khỉ nhỏ và Tô Ngộ Không nói tiếp đến chuyện năm xưa Mãi cho đến hừng đông cả hai mới quay về Hoàng Tuyền Cung Đối với chuyện Tô Ngộ Không và Tiểu Hầu Tử cả đêm chưa về mọi người cũng không nói quá nhiều dù sao bây giờ Hoàng Tuyền Cung đã không còn nguy hiểm gì nữa. Cậu thêm xung quanh có nhiều hung thú vây quanh nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Chỉ có Tề Chiếu hỏi thăm Tô Ngộ Không vài câu. Sau khi biết bọn họ ở bên ngoài hàn huyên suốt cả đêm, Tề Chiếu chỉ nhắc nhở Tô Ngộ Không chú ý an toàn. Dù sao Tô Ngộ Không bây giờ cũng là sức chiến đấu quan trọng nhất của bọn họ. Hơn nữa, muốn phương thốn linh giới cùng gia nhập đồng minh thì đều phải trông cậy vào Tôn Ngộ Không hắn. Ba ngày sau Tôn Ngộ Không lãng tầm kiếm hào và diễm thần cùng nhau xuất phát. Sau đó ba người tề chiếu minh vạn kiếp và tà quân cũng chuẩn bị đi về hướng sáng thế cung. Nếu Hoàng Tuyền Cung đã tạm thời không có vấn đề gì, vậy phải tranh thủ thời gian đi trao đổi vấn đề kết minh với sáng thế thần quốc và phương thốn linh giới. Nên biết lúc này phương thốn linh giới đang chịu sự công kích của minh thần quân, phát động trận quyết chiến cuối cùng Sớm một chút hy vọng thắng lợi cũng sẽ sớm hơn được một chút. Thực ra hôm đó Diễm Thần đã định đi phương thốn và sáng thế rồi. Có điều để đảm bảo an toàn tất cả mọi người chấn thủ hoàng tuyển cung 3 ngày. Đồng thời Tiểu Hậu Tử cũng cho đám hùng thú kia tiếp tục mở rộng phạm vi. Mãi 3 ngày sau khi xác định Minh Thần Quân trong phạm trong thời gian ngắn sẽ không tập kích hoàng tuyển cung. Thì lúc này hắn mới yên lòng. Thế là ba người Tô Ngộ Không lãng tầm kiếm hào và diễm thần cùng đến phương thốn linh giới. Tề chiếu minh vạn kiếp và tà quân thì đến sáng thế thần quốc. Đối với lần đàm phán này, thực ra tất cả mọi người đều rất tự tin. Bên phương thốn linh giới mặc dù luôn giữ vững thế trung lập, nhưng Tô Ngộ Không và Đạo Chuẩn có quan hệ sư đồ. Hơn nữa trước đây Đạo Chuẩn cũng đồng ý, vào thời khắc mấu chốt sẽ giúp thế giới hoàn tuyển một tay. Bởi vậy lần này rất có khả năng sẽ thành công còn về sáng thế thần quốc vốn không có hy vọng lớn lắm tuy nhiên sau khi chi bắc biết được một chuyện thì khả năng một lần nữa kết mình với sáng thế thần quốc sẽ lớn hơn rất nhiều nhưng mà việc này vẫn cần phải xem biểu hiện của nhóm người tê chiếu bởi vì khoảng cách giữa sáng thế cung và phương thốn cung với hoàng tuyền cung không khác nhau là mấy nên hai đội ngũ cũng gần như đến được cùng một lúc nhóm người tô ngộ không vừa đến bên ngoài của phương thốn linh giới đã bị phát hiện may là lần này ba người đều quang minh chính đại hơn nữa hình như người của phương thốn linh giới cũng không quá ngạc nhiên khi thấy bọn họ đến ngược lại còn có biểu hiện kiểu như đây là việc đương nhiên rất nhanh ba người liền được các cường giả của phương thốn linh giới đưa vào phương thốn cung ba người vừa vào cung điện thì không khỏi sững sờ bởi vì trong nháy mắt bước vào đằng sau cánh cửa ba người cảm thấy như không phải đi vào một tòa đại điện mà tiến vào một tinh hải sáng chói sao không tệ nhỉ đừng nghĩ đây chỉ là hiệu quả thị giác lão hủ đã cả lão hủ đã rời cả tinh hải thực sự đến đây bà đứa nhóc còn các người đừng có lộn xộn nếu không coi chừng phiền phức giọng nói cực kỳ hư vô xa xăm hơn nữa trước mắt ba người vẫn là một mảnh tinh không căn bản không hề có bất kỳ người nào cũng chính vì vậy với tính cách cẩn thận ba người vừa vào phường thốn cùng đã không hề động đậy một chút nào ngay lúc âm thanh phiêu đãng kia vừa mới kết thúc dưới chân ba người đột nhiên xuất hiện ba con đường nhỏ có thể dung nạp một người đi qua. Hơn nữa ngước mắt nhìn lên, ba con đường kia không song hành với nhau mà từ từ tách ra, chia làm ba hướng tiến về chỗ tối tăm ở phía xa xa. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ muốn ba người chúng ta đi ba đường khác nhau? Rõ ràng ba người ba con đường khác, vậy chắc chắn là không muốn ba người bọn họ cùng đi chung. Đúng vậy nhóc con, người chắc là hậu nhân của tộc Bạo Phượng đúng không? Ôi chao, thời gian trôi qua nhanh quá. Năm đó Lão Phu còn từng cùng với Bạo Thiền Phong Tộc các người sóng vai chiến đấu Đáng tiếc giờ Lão Phu đã không còn tu vi của năm đó Còn tộc Bạo Phượng cũng chỉ còn lại có một mình ngươi Nể tình Bạo Thiền Phong Lão Phu sẽ thêm cho ngươi một chút lợi ích Nói xong âm thanh phiêu đãng kia lại vang lên Lãng tầm kiếm hào Nếu Lão Phu không nhìn nhầm Thì ngươi là đệ tử của Vô Thượng Kiếm Tôn Mặc dù Lão Phu và Vô Thượng Kiếm Tôn không có giao tình gì Nhưng cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia hơn nữa trong cơ thể người có vết thường ngầm e rằng chỉ mình lão phù ra tay mới có thể chữa khỏi hẳn cho ngươi được rồi bà tiền nhóc con có thể lấy được bao nhiêu lợi ích chỉ có thể trông chờ vào cơ duyên của các ngươi vậy lần này ba người đều đã hiểu rõ đạo chuẩn đã chuẩn bị lợi ích cho bọn họ từ sau đợt lĩnh hội không gian thần bí của đạo chuẩn lần trước về phương diện vận dụng và lĩnh ngộ không gian của người ba người đều tăng lên rất nhiều đặc biệt là tôi ngộ không vì có bồ đoàn thần kỳ kia nên đã lĩnh ngộ được thần thông thời không trọng trí cường đại đến mức nghịch thiên kỹ năng trọng trí của tuôn ngộ không hai người bọn họ cũng đã thèm muốn từ lâu lần này nghe thấy lời nói của đạo chuẩn ánh mắt ba người đều sáng rực cả lên ba người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi phi nước đại lên con đường nhỏ đùa sao loại kỳ ngộ này không phải khi nào cũng có thể gặp được bản thân lãng tâm kiếm hào khi còn sống cũng chưa từng có được loại đãi ngộ này không gian thần thông, đây tuyệt đối là một đại danh từ vô cùng cường đại. Đặc biệt là Tô Ngộ Không, lúc này hoài nhãn kim tình đã thôi động đến cực hạn, khả năng nhìn của hắn nhiều hơn lãng tầm kiếm hào và diễm thần. Cho nên động tác của hắn cũng nhanh hơn hai người bọn họ, Tô Ngộ Không gần như lách người một cái đã tiến vào một không gian khác. Lãng tầm kiếm hào và diễm thần sau lưng hắn hơi chậm một bước, nhưng cũng đã nhanh chóng tiến vào một không gian hoàn toàn khác. Không gian Tô Ngộ Không tiến vào trông rất giống thế giới nơi hắn sinh ra. Tuy nhiên Tô Ngộ Không có thể khẳng định cấp bậc của không gian này chắc chắn vượt xa bàn cổ giới ban đầu. Ngay lúc Tô Ngộ Không đánh giá xung quanh, một giọng nói hơi có vẻ già nua truyền đến. Ngộ Không, người thân là truyền nhân của ta, lẽ ra ta phải truyền pháp không gian cho ngươi. Đáng tiếc người đã có đạo riêng của mình, cho nên sư tôn cũng không tiện ép buộc người thay đổi. Chỉ mong người có thể kiên định đi đến con đường riêng thuộc về mình đừng lạc lối, đừng nghi hoặc. Tuy nhiên dù sư tôn không thể thay đổi lựa chọn của ngươi, nhưng chỉ ít, dù ít dù nhiều vẫn có thể giúp ngươi một tay. Ngộ không, những lời mà ta sắp nói đây ngươi nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Tôi ngộ không nghe thấy giọng của đạo chuẩn thì lập tức tập trung ý chí, đồng thời ngồi xuống khoanh chân ngay tại chỗ. Với đạo chuẩn tôi ngộ không vẫn vô cùng tôn kính. Cho dù là về bối phận hay thực lực, đều đáng là tiền bối khiến tôi ngộ không phải tôn trọng đặc biệt là tôi ngộ không biết đạo chuẩn hoàn toàn không có bất kỳ ác ý gì với mình đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi ngộ không hoàn toàn tin tưởng tất cả những gì mà đạo chuẩn nói sau khi tôi ngộ không ngồi xuống khoanh chân tập trung ý chí giọng đạo chuẩn một lần nữa truyền đến ngộ không sư tôn không đánh giá con đường người đã chọn có đúng hay là không nhưng sư tôn muốn người biết nền tảng căn bản nhất của không gian cũng chính là sức mạnh cường đại nhất đó chính là sức mạnh ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Tường sinh tường khác chính là có thể diễn biến ra vạn vật trong trời đất, nhưng cũng có thể dựa vào thuộc tính đơn đà mà đạt đến cực hạn. Tu luyện của thế nhân hiện nay thường đều lựa chọn một thuộc tính phù hợp với bản thân nhất, với mục đích là đẩy thuộc tính này lên đến cực hạn, thậm chí nhĩ chấm phương ngàn kế tịnh hóa các sức mạnh nguyên tố khác trong cơ thể mình, để nó trở thành vật dẫn hoàn mỹ cho một thuộc tính của mình. Theo ta được biết sáng thế thần quốc có một người tên là Mộng Lan. Hắn chính là quang cực hạn thuần túy. Mặc dù không thuộc ngũ hành, nhưng cũng được dung hợp từ ba thuộc tính thủy hỏa phong trong ngũ hành, cho nên hắn gần như có được linh lực vô cùng vô tận. Dừng lại một chút giọng đạo chuẩn lại một lần nữa vang lên. Còn ngươi, bản thân ngươi có thuộc tính thổ la chính, thuộc tính kim thứ hai. Ba thuộc tính còn lại cũng đầy đủ, nhưng ta thấy trong cơ thể người còn có hai loại sức mạnh cực hạn hắc ám và quang minh mặc dù chỉ có một tia nhưng vì độ thuần túy thì các thuộc tính khác của người không thể nào so sánh được không ta phải nói là với tỷ lệ sức mạnh trong cơ thể ngươi nếu như người muốn đi tới đích trên con đường trí tôn này vậy tiền đề là ngươi nhất định phải bỏ tất cả các nguyên tố khác giữ lại một loại thuộc tính từ đó biến thân thành cực hạn chi thể ta nói không sai chứ Nghe thấy lời của đạo chuẩn Tô Ngộ Không đột nhiên cảm thấy vô cùng sáng tỏ. Thực ra Tô Ngộ Không có thể đạt được tu vi và thực lực hiện tại có thể nói. Ngoài có chút cơ duyên ra thì hoàn toàn đều dựa vào sự tìm tòi của bản thân hắn. Không ai nói cho Tô Ngộ Không biết con đường sau này phải đi như thế nào. Tu luyện ra sao? Làm sao để mà có thể đạt đến những cấp bậc cao hơn? Năm đó Bồ Đề Tổ Sư cũng chưa từng dạy cho Tô Ngộ Không những điều này. Sau này Tam Tạng Sư Phụ lại càng không cho nên tất thảy đều do Tôn Ngộ Không phải tự mình tìm tòi. Hơn nữa sau khi Tôn Ngộ Không thấy băng cực hạn của Tê Chiếu và thuộc tính hòa thuần túy của Diễm Thần thì mới dần dần nghĩ có phải mình cũng nên đi theo hướng tù luyện một loại thuộc tính sau đó từ bỏ các thuộc tính nguyên cố khác hay không. Lời đạo chuẩn cuối cùng đã giúp Tôn Ngộ Không hiểu ra suy nghĩ của mình. Thế nhân khi thế nhưng khi tôi ngộ không, thế nhưng khi tôi ngộ không vừa mới gật đầu thì hắn bỗng nhiên kêu thả một tiếng, hóa ra trong nháy mắt hắn gật đầu, sâu trong hư không một bàn tay lớn đã cốc lên đầu của hắn một cái thật mạnh. hừ, thế nhân ngu muội không ngờ đệ tử của đạo chuẩn ta đây cũng vậy. ngộ không ngươi phải nhớ kỹ phương pháp bà nãy ta nói tới, rõ ràng có thể đạt được sức mạnh cường đại cực hạn với tốc độ nhanh nhất, nhưng tuyệt đối không thể nào lại đi đến đích của con đường trí tôn. Có lẽ đa số mọi người cũng không muốn đi xa như vậy, nhưng người thì khác, ngộ không. Sự xuất hiện và sự tồn tại của người không phải ngẫu nhiên, mà là vận mệnh tất nhiên. Điều này có nghĩa người phải gánh vác, gánh nặng mà người khác không thể gánh. Cho nên nếu như người không thể đứng lên vị trí đỉnh phong, vậy thì người chỉ có thể chết. Nói một cách khác, người nhất định phải bước lên điểm cuối của, của con đường trí tôn, nếu không thì chỉ có con đường hủy diệt trong giọng nói của đạo chuẩn bất giác mang theo sự uy nghiêm riêng biệt của ông ta bởi vậy mỗi câu của ông mà tôi ngộ không nghe thấy đều khiến hắn có cảm giác như bị xét đánh tuy nhiên hắn không hề nghi ngờ lời của đạo chuẩn cho nên phương pháp tu luyện của người khác không phù hợp với ngươi ngươi cũng không cần phải tu luyện một loại nguyên tố nào đến cực hạn mà cần cân bằng toàn bộ sức mạnh ngũ hành chỉ khi sức mạnh ngũ hành cân bằng tuyệt đối thì mới có tư cách đi đến tới đích của con đường trí tôn đây cũng chính là nguyên nhân vì sao người của tộc hỗn độn cự nhân đều là cường giả tuyệt thế trong lòng tôn ngộ không vẫn kinh ngạc vì lời nói của đạo chuẩn nhưng tâm thần của hắn thì đang nắm đang đắm chìm trong đan điền của mình bình thường mỗi lần tôn ngộ không tu luyện đều sẽ đắm chìm thần thức vào trong đan điền sau đó hấp thu những nguyên tố hỏa và nguyên tố kim rời rạc của ngoại giới thuận theo các kinh mạch khác nhau mà đưa vào đan điền trong đàn điền của hắn lúc này đang có hai chùm ánh sáng một vàng một đen. Đang không ngừng xoay tròn bên trên tấm khối bia đá màu đen. Trên bia đá kia lại có một bích quang lấp lánh tàn ra từ một thân cây nhỏ toàn thân xanh biếc. Đồng thời một cỗ khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm từ trên thân cây tàn ra. Không ngừng làm dịu gần cốt và huyết nhục của tôn ngộ không. Còn dưới bia đá màu đen kia thì có một tàng đá tỏa ra quang mang ngũ sắc đang xoay tròn còn tất cả nguyên tố Tô Ngộ Không hấp thụ sẽ được đều lọc qua viên đá nhỏ này. Từ đó hấp thu và chia ra thành năm đạo nguyên tố năng lượng vô cùng rõ ràng. Trong đó hai quang cầu lớn nhất là tiến vào trong nguyên tố kim và nguyên tố thổ. Còn nguyên tố hạ, nguyên tố mộc và nguyên tố thủy ít hơn đều chìm xuống nơi sâu nhất trong đan điền của Tô Ngộ Không. Ngoài ra, trên bồ đề diệu thụ màu xanh biếc thì có bảy viên kim cương giống như sợi xích tàn ra hào quang óng ánh. Giống như con chim dù lòng đang bay lượn. Nếu như rời tầm mắt đi xa có thể phát hiện trên đan điền của Tô Ngộ Không sáng hơn một chút. Hơn nữa còn mang theo một cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng phần lớn bên dưới thì lại hơi âm u. Hơn nữa còn có một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Tuy nhiên dưới đan điền còn có thêm chín tia sáng lấp lánh như những ngôi sao bầu trời làm cho cảm giác âm u kia lại có thêm vài thần thần bí. Đây chính là hai loại sức mạnh quang minh và ám mà đạo chuẩn nói. Tất cả những thứ này chính là sức mạnh chủ yếu nhất của Tô Ngộ Không cho đến bây giờ. Bia đá màu đen kia đương nhiên là chấn giới thiên bi. Thân cây nhỏ bên trên là bồ đề diệu thụ. bay tầng xiềng xích bên trên có thể phong có thể có nguồn gốc từ phong thiên ấn. Sáng thế thần quốc, con tảng đá tản ra quang mang ú sắc dưới chấn giới thiên bi chính là ngũ thải thần thạch, chín chấm sáng trên dưới đại diện cho cửu tác quyết có nguồn gốc từ vạn linh cảnh. Khi chín chấm, khi chín chấm sáng cùng lóe lên, mang ý nghĩa chín loại pháp tác của cửu tác quyết, tôi ngộ không có thể sử dụng chúng một cách rất dễ dàng. Còn về quang minh và hắc ám có được từ hai linh hồn phong ấn trong chấn giới thiền bi. Nói theo cách của Tô Ngộ Không, thì người ở trong chấn giới thiền bi Người ở trong trấn giới thiên bí ta dù sao cũng phải thu người một ít tiền thuê nhà. Mà thực sự chứng minh sức mạnh của hai người kia dùng khá tốt. Ngay vào tôi Ngộ Không đang từng chút tìm hiểu năng lực của mình. Thì giọng nói của đạo chuẩn lại trầm chậm, chậm vang lên. Tôi Ngộ Không người chắc chắn cũng thấy. Thực ra người có càn cốt rất tốt mặc dù chưa đạt đến mức cân bằng sức mạnh ngũ hành. Nhưng cũng đã có đủ được năm loại thuộc tính. Chỉ cần về sau giúp tù luyện chú ý hơn một chút thì vẫn rất có tương lai. Giờ đây, người việc ngươi phải làm là dùng hết tất cả khả năng để ba sức mạnh nguyên tố thủy hỏa mộc đạt đến tình trạng tương tự với hai sức mạnh nguyên tố kia buông bỏ tất cả các trói buộc cố gắng hết sức hấp thu sức mạnh đạo chuẩn vừa mới dứt lời Tôn ngộ không liền cảm thấy mình đột nhiên tiến vào trong biển cả ngoài có thể cảm nhận nguyên tố thủy tình khiết nồng đậm cực điểm ra thì không còn một thứ gì khác mà hắn căn bản cũng không cần đậu thủ hấp thu nguyên tố thủy tình nguyện tố thủy tình khiết khổng lồ kia giống như gặp phải miếng bọt biển mà khô khốc đồng thời lao vào trong cơ thể tôn ngộ không trong nháy mắt tôn ngộ không cảm thấy bản thân mình như sắp bị chết đuối thực ra hắn vẫn rất không thích cảm giác ở trong nước thủy chiến cũng chính là nhược điểm của tôn ngộ không gốc rễ nguyên nhân cũng bởi vì bản mệnh của tôn ngộ không là thuộc tính thổ cho nên trời sinh không thích thủy nhưng bây giờ dù hắn công vui thì cũng chẳng còn cách nào khác những lời đạo chuẩn đã nói hắn ghi nhớ trong lòng thế là hắn vội vàng ổn định tinh thần cảm thấy những nguyên tố thủy tự tiến vào trong cơ thể mặc dù cuồn cuộn ra nhưng lại không hề khiến kinh mạch của mình bị thương tổn ngược lại còn truyền đến một loại cảm giác thư thái và vô cùng dễ chịu xem ra thủy này tuyệt đối không phải thủy bình thường lúc tu luyện kiềm kỵ nhất chính là liều lĩnh hấp thù lực lượng như thế không chỉ tạo ra tổn thương nhất định cho kinh mạch mà còn khiến cho bản thân chịu ảnh hưởng không tốt vì không kịp luyện hóa. Tuy nhiên, lúc này linh lực nguyên tố thủy như dòng sông chảy vào trong kinh mạch của Tô Ngộ Không lại vô cùng ôn hòa và thuần túy. Nếu mình toàn lực hấp thu thì không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Hết tập thứ 90.